Vâng, em xin chào quý vị. Vâng. Quý vị mới được nghe một đoạn chất âm của cái con Omni 57X như quý vị nhé, Sansui. Vâng. Giờ Sansui thì mọi người biết rồi, rất là nổi tiếng ở trong các cái dòng Omni rồi đúng không ạ? Sansui đặc biệt là cái dòng 507, 607, 707. Đấy. Cái con 507X này nha, nó có thể chạy được loa A hoặc loa B nhé. A hoặc B. Đấy. Đấy. Có một cần chỉnh bass, một cần chỉnh tép này. Đấy. Thì cái này nó như sau đây. Đấy. Gỗ 5 ly này thì nó về thì là các cái nút nao nớt này. Đấy. Có cái nao nớt để chạy nhá. Đấy. Chạy bình thường này. Có cái nút subsonic này thì không biết là vì lý do gì mà bấm nó không được, chắc nó kẹt rồi. Nó kẹt hoặc là làm sao đấy. Nhưng cái nút này thì nó không ảnh hưởng gì đâu, bởi vì nó là cái nút dùng cho cái chức năng phono. Nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả nhé. Và đây nút tông đấy. Nút tông này thì nó hơi bấm hơi khó một tí nhá. Bấm phải bấm mạnh một tí thì nó mới được nhá. Đấy. Ok chưa đấy. Đấy là tình trạng của các cái nút này. Đây. Thì khi mà chắc là em nghĩ là cái nút tông cũng sẽ rất ít quý vị bấm nổi lên lắm, bởi vì là chúng ta sẽ còn phải chỉnh bát tép ở đây nữa. Đúng không ạ? Còn chỉnh bát tép ở đây nữa. Đấy. Nên là nếu như mà để nổi lên thì không chỉ được bát tép thì cũng chẳng để nổi làm gì. Đấy. Nên hầu hết nó sẽ để thẳng đèn như này nhé. Đấy. Đấy. Chép này. Bát này. Đây nào đớt này. Đấy. Nó trái nó phải nhá. Đấy, ok, nó chạy bình thường nhá. Đấy. Đây. Còn cái Omni này thì công suất nó như sau. Này. Đây, công suất của Omni này là đi 155W nhé. Đây. Với cái mức công suất này thì nó sẽ kéo được cái bát 25, bằng tầm bát 25 là ok nhé. Đây. Thậm chí có những con bát 30 cũng kéo được. Bát 30 mà những cái con nó tầm khoảng 70W một loa là nó thoải mái nhé. Đấy. Trở kháng Omni xem nào. 6 đến 16 ohm nha quý vị nhá. Đấy, Omni là 6 đến 16 ohm. Đấy. Ok ạ. Vâng. Đấy, mặt đằng trước đằng sau còn rất là đẹp. Này. Quý vị thấy. Vậy bây giờ em sẽ thử bỏ cái nắp mà máy ra xem nội thất bên trong thì như thế nào nhé. Vâng. Vâng đây. Những ngày chưa nhập ngủ. Quý vị xem. Đấy, nội thất rất là ok nhá. Con này nó chạy 8 sò luôn. Đấy. Chạy 8 sò than nhé. Đấy. Nên là tiếng rất là khỏe. Đấy.
bằng xò than nha. Đấy. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đang gió. Vâng, ok. Đấy nhá. Thì quý vị nào ai có nhu cầu mua con Sansui 507X này liên hệ cho bên em nhé. Đấy, con này thì giá của nó nhé, bình thường nó là khoảng tầm 3 triệu hơn 3 triệu nhé. Nhưng mà con này thì thôi, nó em bán rẻ cho quý vị một tí nhé. Con này để cho quý vị là đi 2.590.000. Quý vị nào có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 594581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, xin chào mọi người. Vâng.